Bây giờ 5 giờ sáng, anh em chuẩn bị tiếp tục hành quân đi ăn sáng. Anh em đoàn đại biểu của Đông Giang đi đại hội nghỉ tại khách sạn Mã Long 2 nhé, thành phố Tam Kỳ. Anh em đơn vị Đông Giang chuẩn bị khởi hành đi ăn sáng. Anh em vào quán Thanh Thủy. Chụp hình không lấy được hết khung cảnh. Đây là quán bún Thanh Thủy này cũng khá nổi tiếng Tam Kỳ. Chả cá thu biểu quyết giơ tay chọn món ăn. Đây, bún cá ngừ lát hấp dẫn. Đấy, bún cá ngừ. Rồi, cả nhà thưa thức. Ủa, hôm nãy cái bán ăn nó chưa mà. Vô cái lầu kia vậy là